tam quyền thành tinh vi tam quyền thành trung bình cũng có thành tinh vi cũng có lục quyền thành ti hạ cũng có thành trung bình cũng có thành tinh vi cũng có thập quyền thành bất định tri dĩ tri quyền thành chánh nhất định tứ quyền thành chánh nhất định cũng có thành bất định cũng có ưu quyền thành tài nhất định cũng có thành bất định cũng có lục quyền thành tài nhất định cũng có thành chánh nhất định cũng có thành bất định cũng có thất quyền thành bất tri cảnh. Tứ quyền không thể nói thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, thành có đạo là trưởng. Tri dĩ tri quyền không thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có, không nên nói thành có đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có. truy dĩ tri quyền không thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có, không nên nói thành có đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có cửu quyền thành có đạo là cảnh cũng có thành có đạo là nhân cũng có thành có đạo là trưởng cũng có không nên nói thành có đạo là cảnh thành có đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có thập quyền thành sanh tồn cũng có thành sẽ sanh cũng có không thể nói thành phi sanh tồn nhị quyền thành sanh tồn cũng có thành phi sanh tồn cũng có không thể nói thành sẽ sanh thập quyền thành sanh tồn cũng có thành phi sanh tồn cũng có thành sẽ sanh cũng có nhị thập nhị quyền thành quá khứ cũng có thành vị lai cũng có thành hiện tại cũng có thất quyền thành bất tri cảnh nhị quyền thành tri cảnh hiện tại cũng có tam quyền không thể nói thành tri cảnh quá khứ thành tri cảnh vị lai thành tri cảnh hiện tại thập quyền thành tri cảnh quá khứ cũng có thành tri cảnh vị lai cũng có thành tri cảnh hiện tại cũng có không nên nói thành tri cảnh quá khứ thành tri cảnh vị lai thành tri cảnh hiện tại nhị thập nhị quyền thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại phần cũng có. Thất quyền thành bất tri cảnh. Tam quyền thành tri cảnh ngoại. Tứ quyền thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có. Bát quyền thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có, không nên nói thành tri cảnh nội, thành tri cảnh ngoại, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có ngũ quyền thành bất kiến hữu đối chiếu. Thập thất quyền thành bất kiến vô đối chiếu. Quyền phân tích đáp theo đầu đề nhị. Y, đáp phần trùng nhân. Tứ quyền thành nhân. Thập bát quyền thành phi nhân. Thất quyền thành hữu nhân. Cửu quyền thành vô nhân. Lục quyền thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng có. Thất quyền thành tương ưng nhân. Cửu quyền thành bất tương ưng nhân. Lục quyền thành tương ưng nhân cũng có, thành bất tương ưng nhân cũng có. Tứ quyền thành nhân hữu nhân. Cửu quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, vẫn thành hữu nhân phi nhân. Tam quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân cũng có, không thể nói thành hữu nhân phi nhân cũng có. Tứ quyền thành nhân tương ưng nhân. Cửu quyền không thể nói thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương ưng nhân tam quyền không thể nói thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân tương ưng nhân, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có, không thể nói thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Cửu quyền thành phi nhân vô nhân. Tam quyền thành phi nhân hữu nhân. Tứ quyền không thể nói thành phi nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. Lục quyền thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô nhân cũng có. Hai, đáp phần nhị đề đỉnh nhị thập nhị quyền thành hữu duyên, thành hữu vi, thành bất kiến. Ngũ quyền thành hữu đối chiếu. Thập thất quyền thành vô đối chiếu. Thất quyền thành sắc pháp. Thập tứ quyền thành phi sắc pháp. Mạng quyền thành sắc cũng có, thành phi sắc cũng có. Thập quyền thành hiệp thế. Tam quyền thành siêu thế. Cửu quyền thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. Nhị thập nhị quyền thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 3. Đáp phần chùm lậu Dị thập nhị quyền thành phi lậu Thập quyền thành cảnh lậu Tam quyền thành phi cảnh lậu Cửu quyền thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có Thập ngũ quyền thành bất tương ưng lậu Ưu quyền thành tương ưng lậu Lục quyền thành tương ưng lậu cũng có, thành bất tương ưng lậu cũng có Thập quyền không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu Tam quyền không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Cửu quyền không thể nói thành lậu cảnh lậu, thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không nên nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có. Thập ngũ quyền không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. Tư quyền không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. Lục quyền không nên nói thành lậu tương ưng lậu, thành phi lậu tương ưng lậu cũng có, không thể nói thành phi lậu tương ưng lậu cũng có. Cửu quyền thành bất tương ưng lậu mà cảnh lậu. Tam quyền thành phi lậu bất tương ưng lậu. Tư quyền không thể nói thành bất tương ưng lậu cảnh lậu hay thành phi lậu bất tương ưng lậu. Tam quyền thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có. Lục quyền thành bất tương ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có, không thể nói thành bất tương ưng lậu cảnh lậu hay thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có. 4. Đáp phần trùng triền Dị thập nhị quyền thành phi triền. Thập quyền thành cảnh triền. Tam quyền thành phi cảnh triền. Cửu quyền thành cảnh triền cũng có, thành phi cảnh triền cũng có. Thập ngũ quyền thành bất tương ưng triền. Ưu quyền thành tương ưng triền. Lục quyền thành tương ưng triền cũng có, thành bất tương ưng triền cũng có. Thập quyền không thể nói thành triền cảnh triền, thành phi triền cảnh triền. Tam quyền không thể nói thành triền cảnh triền, hay thành phi triền cảnh triền. Cử quyền không thể nói thành triền cảnh triền, thành phi triền cảnh triền cũng có, không thể nói thành phi triền cảnh triền cũng có. Thập ngũ quyền không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng triền. Tư quyền không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng triền. Lục quyền không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng triền cũng có, không thể nói thành phi triền tương ưng triền cũng có. Cử quyền thành bất tương ưng triền cảnh triền tam quyền thành bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Ưu quyền không thể nói thành bất tương ưng truyền cảnh truyền, vẫn thành bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Tam quyền thành bất tương ưng truyền cảnh truyền cũng có, thành bất tương ưng truyền phi cảnh truyền cũng có. Lục quyền thành bất tương ưng truyền cảnh truyền cũng có, thành bất tương ưng truyền phi cảnh truyền cũng có, không nên nói thành bất tương ưng truyền cảnh truyền, vẫn thành bất tương ưng truyền phi cảnh truyền cũng có. V. Đáp phần trùng phượt. Nhị thập nhị quyền thành phi phược. Thập quyền thành cảnh phược. Tam quyền thành phi cảnh phược. Cửu quyền thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược cũng có. Thập ngũ quyền thành bất tương ưng phược. Ưu quyền thành tương ưng phược. Lục quyền thành tương ưng phược cũng có, thành bất tương ưng phược cũng có. Thập quyền không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. Tam quyền không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược cửu quyền không nên nói thành vượt cảnh vượt thành phi vượt cảnh vượt cũng có không thể nói thành phi vượt cảnh vượt cũng có thập ngũ quyền không nên nói thành vượt tương ưng vượt vẫn thành phi vượt tương ưng vượt ưu quyền không thể nói thành vượt tương ưng vượt hay thành phi vượt tương ưng vượt lục quyền không thể nói thành vượt tương ưng vượt thành phi vượt tương ưng vượt cũng có không thể nói thành phi vượt tương ưng vượt cũng có cửu quyền thành bất tương ưng vượt cảnh vượt tam quyền thành bất tương ưng phượt phi cảnh vượt ưu quyền không nên nói thành bất tương ưng phượt cảnh vượt hay thành bất tương ưng phượt phi cảnh vượt tam quyền thành bất tương ưng phượt cảnh vượt cũng có thành bất tương ưng phượt phi cảnh vượt cũng có lục quyền thành bất tương ưng phượt cảnh vượt cũng có thành bất tương ưng phượt phi cảnh vượt cũng có không nên nói thành bất tương ưng phượt cảnh vượt vẫn thành bất tương ưng phượt phi cảnh vượt cũng có vi 7... 8... đáp phần trùng một dị thập nhị quyền thành phi bột dị thập nhị quyền thành phi phối dị thập nhị quyền thành phi cái thập quyền thành cảnh cái tam quyền thành phi cảnh cái cửu quyền thành cảnh cái cũng có thành phi cảnh cái cũng có thập ngũ quyền thành bất tương ưng cái ưu quyền thành tương ưng cái lục quyền thành tương ưng cái cũng có thành bất tương ưng cái cũng có thập quyền không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái tam quyền không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cửu quyền không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cũng có không nên nói thành phi cái cảnh cái cũng có thập ngũ quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái ưu quyền, quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái lục quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái cũng có không nên nói thành phi cái tương ưng cái cũng có cử quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái tam quyền thành bất tương ưng cái phi cảnh cái ưu quyền không thể nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh cái tam quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái cũng có thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có lục quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái cũng có thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có không nên nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có Đáp phần trùng kinh thị. Dị thập nhị quyền thành phi kinh thị. Thập quyền thành cảnh kinh thị. Tam quyền thành phi cảnh kinh thị. Cửu quyền thành cảnh kinh thị cũng có, thành phi cảnh kinh thị cũng có. Thập lục quyền thành bất tương ưng kinh thị. Lục quyền thành tương ưng kinh thị cũng có, thành bất tương ưng kinh thị cũng có. Thập quyền không thể nói thành kinh thị cảnh kinh thị hay thành phi kinh thị cảnh kinh.